Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em có đến chuồng bò của anh này để ghi hình cũng như là báo giá dùm cho khách hàng ba con bò chữa, ý hai con bò chữa và một con bò kèm pastor. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con bò Bosin Lai Redman trội ha. Với một cái dàn dốc dáng khung hình thì nói chung là chuẩn bò nền đó, chân móng nè, trúng nè, cấp mình nè. Đó, dậu yếm thì lạch phạt, con này Lai Redman nên nó có một cái dàn đầu với dàn lỗ tai thì nó đầu chuội, lỗ tai khá là to ha. Nè, cái này là sấy nè. Đó, con này chưa rút răng luôn nha. Chiều cao dao động tầm khoảng 1m31 bò tại phía sau khu. Con máy rồi, bao chữa con máy rồi nha, khoảng 6 tháng mấy rồi. Kế bên kế bên là con bò Bosin Tơ hiện đang mang thai. Con này mang thai được hồi nãy anh nói 5 tháng hả anh? 4 tháng rưỡi. Đây, với một dốc dáng khung tàn thì nói chung là nó thuộc về bò tàn lớn. Nè, con này thuộc về dòng Bosin nha. Bosin lưng vai rất là lực. Nè, mình nhìn thấy khung vai của nó không? Cô chú anh chị các bạn nè. Đó, mình thấy cái dàn khung vai không? Góc độ cho mình thấy, có thể thấy được cái dàn khung vai của nó khá là lực. Chân cái móng của nó đây là móng sò. Ê, kem. Kem. Đi. À, rúng nè. Rúng nó là rúng chèn nha. Chân móng sò. Đi, xem. Kem. Đi. Đó. Ở đây, màu của nó là màu bánh mì khét nha. Con này báo giá trực tiếp cho bà con, cô bác, anh chị. Con này có giá là 30 triệu. Chân móng bao chữa 5, bao chữa 4 tháng rưỡi. Tơ mang thai lứa đầu, sái tích nghiêm chỉnh. Mặt mày khỏi chê. Chân móng bao chữa 5 tháng, bao chữa 4 tháng rưỡi nha. Tơ mang thai lứa đầu, chiều cao của nó khoảng tầm 1m32. Màu lông thì nói chung là bóng bẩy nha. Màu bóng mượt. Màu này là màu bánh mì khét. Chân móng sò. Đứng nào quàng đi, làm cái gì đó. Nè, chân móng sò này không? Cầm trụ thì đứng thẳng. Rúng thì là rúng chuyền. Dạ nghe. Sao anh? À, em đăng hồi nãy hả? Ủa em đăng hồi nào ta? Mới đăng cái chuyện cụ trụ với anh ba tiểu dương cái anh Quốc Thành Lâm đó. Chết cha, đăng giờ công chiếu rồi sao nó nhảy lộn rồi. Rồi dạ chốt giá luôn là nhiêu đó anh? Anh tập bán người ta nhận rồi hả? Dạ chưa, dạ chưa, nhưng mà em định 12 giờ mới công chiếu mà em cài lộn giờ á. Bò đó giờ, con bò đó mà dòng 1 hay dòng 2? Dòng 1 bên ơi, bò đó đẹp lắm. Dòng 1 thì sao mà cái mỏ nó hồng? Hả? Dòng 1 thì sao nó đẻ ra mỏ hồng, mẹ ru hay gì? Con mẹ Bosin. Thằng 3 triệu rồi tiền ship mày ship gì tới anh luôn không? Anh ở đâu? Anh ở cách cầu Mỹ Thuận 15 cây số đường hướng về xe đét á, biết không? Dạ biết, cái đó Châu Thành đúng không? Ờ, anh Châu Thành, chở Châu Thành, chở mẹ chạy vô đường qua Bình Linh. Bữa hổm ngày anh điện em mấy lần rồi phải không? Ờ, anh điện mấy lần rồi đó, tao mới mua được con của thằng... Sao hổm? Sao hổm nói chốt bò mà hô đặt cọc sao không đặt cọc anh? Cái gì? Hổm anh nói anh chốt bò, anh nói đặt cọc sao không chịu đặt cọc? Chốt bò nào, tôi chốt thì tôi đặt cọc chứ tôi chưa chốt bò đó là gì vậy? Rồi, vậy anh coi đi, có gì hồi đó điện lại ha. Lộn rồi, bây giờ sao bò đó nát nhiêu? Thì 23 triệu anh ơi, chốt giá luôn á. 23 rồi mình có bao ship gì đây luôn không? Dạ không anh ơi, giá chốt là giá đó, còn mà ship thì tiền ship nó riêng nha, em kêu xe ship cho. Anh chịu tiền xe. Tiếp thì tao kêu ba bốn con người tao gửi gấp hoặc tài ba kia rồi nó ghép về gì đi, đi xe đét hàng giang hoài đây, nó gửi qua anh kia gì. Ừ, vậy thì anh chịu hay anh đặt cọc vậy? Má tao thì không xài đầu trọng.
phái rồi vậy nha. Giờ em đang quay phim, có gì hồi gọi lại sao nha anh. Mình khách hàng mà điện mua bò mà nó chốt không mà người ta chờ hoài không chịu đặt cọc. Ông này ông điện 4-5 lần rồi đó, không phải em nói chuyện cách gọi là như thế nào với khách hàng, nhưng khách hàng là thượng đế, lúc nào em nói chuyện cũng dạ thưa, nhưng mà cái anh khách này em nói chuyện không thể nào nói chuyện bình thường được. Nói chốt mà nói hứa hẹn đặt cọc xong rồi chờ đợi hình như là này 3-4 lần, nên bây giờ nói chung là em thấy giống như là không có chuyện gì xảy ra. Khách hàng của em thì em nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa, chứ lẽ của chú anh chị và các bạn cũng biết rồi, con bò trước mắt của chú anh chị các bạn là con bò kem Pháp. Nó dao động tầm khoảng từ 12-13 tháng tuổi. Con này với một dốc dáng khung hình thùng lớn, chân móng sò, xương sóc khá là to. Rúng thì rúng bản khoảng 7 phân ha. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, con này nó nhóm sừng nha. Con này thuộc gì con kem Pháp chủng 1 ha. Con này thì chiều cao của nó dao động có tầm khoảng 1m3 bò. Tơ chưa lên giống, chưa phối tinh lần nào hết. Này thuộc diện kem Pháp nha. Kem Pháp vàng. Và giá bán của con bò này có giá là 22 triệu chú anh chị các bạn. 22 triệu là chốt giá nha. Bà con cô bác anh chị nào chúng còn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được. Con bò này, chân móng sò nè. Đó. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đối với khách hàng mà cô chú anh chị của bạn biết rồi, em là luôn tôn trọng khách hàng, nhưng mà có cái khách hàng người ta cố tình người ta phá mình, không trong khi mà mình mua bán thì nói chung là nói chuyện ra là em đã biết cái người ta phá rồi, nên bởi vậy em nói chung cô bác anh chị cũng thông cảm ha. Ở đây là dậu yếm nè, rúng nè, chân móng nè. Em thì em nói thẳng nè, em không có ấp úp mở mở. Anh phá thì em nói là anh phá, nhưng mà em không có vụ mà em nói dạ dạ rồi anh này anh kia không có. Em hỏi thẳng luôn, bây giờ hả anh nói anh chốt mấy lần mà anh không đặt cọc thì em nói thẳng, nhưng mà anh luôn chứ có đâu phải ngại nữa. Người ta nói chung là người ta lớn rồi, sao ta kỳ quá. Ở đây bò này thì đầu chuỗi của tín chị của bạn, chân móng là móng sò đó, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này thì nó đang mang thai khoảng 6 tháng hơn anh chủ nhà không nhớ rõ ngày, nhưng mà con máy. Để em qua em quay cận cảnh của tín chị của bạn xem. Bò con này em thấy nó mái rõ ràng nè, nó đội nè, đây nó đội nè, đó nó đội lên cho anh chị bạn thấy không. À, con này thuộc về dòng Bosin Lyraman đầu trụi, chân móng nè, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. À, con này đang chốt giá cho anh chị bạn với giá là 32 triệu bao chữa 6 tháng rồi. Thì ở đây có con Bosin Lyraman đó, chân móng hình ảnh rất là tốt luôn, mang thai 6 tháng, con này cũng Bosin, con này đang mang thai 4 tháng rưỡi, con này bao chữa 4 tháng rưỡi. Và đối với hai con bò này thì bà con cô bác anh chị chúng ta mua về nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai không. Nếu mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ ha. Còn cái con bò tơ này thì bên em chưa có bao gì hết, tại vì nó tơ mới lớn lên mà. Đó, bây giờ em sẽ lại gần và cập nhật chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta biết thông tin về chiều cao của ba con bò này, và mình đưa ra nhận định mình có nên mua hay không. Nếu cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em ha, số điện thoại em để trên màn hình. Hôm nay nó tối quá. Này chiều cao tại phía sau khu nó là khoảng 1m3 nè. Còn con này là 1m31. Con này chiều cao tại phía sau mét là 1m31 luôn nha quý khán giả các bạn. Rồi nãy đến giờ em đã cập nhật đầy đủ thông tin của ba con bò này rồi, và những hình ảnh cận cảnh để bà con cô bác anh chị chúng ta biết. Và ai cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể chốt được ba con bò này. Bây giờ kết thúc cái video đây, hẹn lại của chúng chị các bạn video tiếp theo.